Hi, xin chào quý khách hàng cũng như là anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Khánh. Thì hiện tại Khánh đang có mặt tại công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Phát Tính ở địa chỉ 1286 quốc lộ 1A, phường Thang, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, là đại lý Hinova S chính hãng của Hinomoto Việt Nam, và đây là đại lý chuyên cung cấp các dòng xe tải Hino cũng như là về khu vực dịch vụ phụ tùng, kinh doanh và hỗ trợ về bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa và bảo hiểm cho quý khách hàng cũng như là anh em. Thì quay trở lại video ngày hôm nay thì sẵn tiện có một cái xe của khách hàng ở tỉnh Long An, đó là khách Trần Ngọc Khánh. Hiện tại bây giờ đã tin tưởng hồ tại Hino đã phát tính bên Khánh một cái phiên bản Hino FG, và đây là thùng khá là dài nha anh em, thùng lên đến 8m8. Đối với phiên bản Hino FG này thì sẽ không xa lạ so với những khách hàng đã sử dụng qua dòng xe Hino cũng như là khách hàng đã xem những video trước đó của Khánh. Thì phiên bản được khách hàng đó là chị Trần Ngọc Khánh ở tỉnh Long An đã tin tưởng và ủng hộ tại Hino đã phát tính bên Khánh. Đây là phiên bản Hino FG tải cho phép chở hiện tại bây giờ, chính xác trên giấy tờ là 7 tấn 6 50, hay còn gọi là 8 tấn nha anh em. Tổng tải của nó là 15 tấn 2, và kích thước lọt lòng thùng chiều dài của nó lên đến đó là 8m8, chiều ngang của thùng là 2m345, và chiều cao từ mặt sàn tới vị trí cao nhất của kèo là 2m15. Phiên bản Hino FG thì được khá là nhiều khách hàng sử dụng hiện tại ở thị trường Việt Nam cũng như là các nước trên thế giới. Thì đối với phiên bản này thì bởi về chất lượng, về giá thành cũng như là sản phẩm mẫu mã khá là đẹp, khá là bắt mắt nha anh em. Với thiết kế cabin của phiên bản 2022 hiện tại bây giờ ở thời điểm tháng 6 2022, và xe nó được thay đổi đối với phiên bản Hino FG, FL và FM, 3 chân, cầu lết và cầu thật, là thùng nó khá là to. Cũng như là kết cấu cabin nó khá là đẹp, khá là bắt mắt cho khách hàng. Với thiết kế cabin thay đổi về diện mạo bắt đầu từ tháng từ những năm của 2018, 19, 20 và 2022, thì cabin nó sử dụng cabin khá là to như thế này, to bản nha nè, cabin to. Với thiết kế là cabin có giường nằm phía sau thì giúp cho khách hàng cũng như là anh em đi đường dài mình khá là phù hợp. Thì đối với phiên bản này thì khách hàng đó là Ngọc Khánh thì tin tưởng và ủng hộ tại Hino đã tính bên Khánh, với thùng đó là thùng 8m8, mở hiện tại bây giờ là mở lên đến đó là 9 bẩn nha nè, 9 bẩn, đóng thùng bẩn nhôm tiêu chuẩn mà khách hàng yêu cầu, sơn màu trụ thùng cũng như là về cản composite của hông cũng là màu đỏ luôn, thì bên Khánh cũng đáp ứng cho khách hàng. Đối với phiên bản này thì giá xe nền chassis hiện tại bây giờ bên Khánh đang bán đó là 1 tỷ 312 ở thời điểm tháng 6 2022, chưa bao gồm phần thùng cũng như chi phí gần số nha anh em. Thì mình có nhu cầu đầu tư về cái phiên bản này thì muốn biết giá lăn bánh chi tiết thì inbox với Khánh qua số hotline 0938 28 52 59. Khách hàng bên cạnh màn hình thì Khánh sẽ hỗ trợ giải đáp, tư vấn cũng như là báo giá cho anh em. Về kết cấu thùng thì thùng xe sẽ được mở 9 bẩn, bẩn thì sẽ là bẩn nhôm rồi, nhìn khá là bắt mắt, khá là hài hòa. Về đà dọc cũng như là ngang, anh em có thể thấy đây, đà dọc của nó là sử dụng thép đúc U140, đà ngang sử dụng cũng là thép đúc U120, khá là dày dặn cũng như chắc chắn. Giữa đà dọc cũng như là chassis sẽ có điểm lót cao su nè, cũng như là bu long quang và bát chống sô hai bên cho quý khách hàng. Về trụ thùng thì sử dụng là trụ là thép đúc nha anh em, thép đúc với màu sơn đó là màu đỏ theo cầu khách hàng, bản lề cũng như là càng tôn với lại bắt bẩn sẽ là inox luôn. Phía sau thì khung bao sau cũng là inox, bên Khánh trang bị cho khách hàng là một bảo vệ đèn, cản hông cũng là inox luôn, cản sau cũng là inox. Còn về phía trên là mở cửa thì khách hàng yêu cầu đó là mở cửa thì bên Khánh cũng mở cửa cho khách hàng. Ngoài ra thì anh em có thể sử dụng bản tiêu chuẩn là đẩy vỉ lên nha. Đấy là về kết cấu của thùng xe, và bẩn đây là bẩn sau, để Khánh mở bẩn hông lên cho anh em xem về kết cấu bên trong của thùng xe nha. Bẩn nhôm thì nó cũng khá là nhẹ nhàng, thì bây giờ Khánh dùng một tay thì Khánh cũng có thể nâng hạ bẩn luôn nha anh em. Đây, để Khánh hạ xuống cho anh em xem. Thì xe cũng đã lăn bánh và ra biển số là 62H03185 cho khách hàng. Đây là bên kết cấu bên trong của thùng. Thì vách trước sử dụng là vách lá me 1,5 ly, về sàn thùng sử dụng là sàn dập lá me, khách hàng yêu cầu 3 ly dập lá me luôn nha anh em. Ngoài ra thì mình có thể sử dụng sàn phẳng hoặc là sàn dập sóng bán nước trước sau. Hai bên khung chuồng heo thì có thể thấy đây, hai bên khung chuồng heo cũng là sắt hộp, phía dưới thì hộp đứng phía dưới là hộp 48, phía trên thì sử dụng đó là hộp 44 nha,
Kèo thì sử dụng vẫn là kèo cơ bản thôi, kèo phi 27 tại những khung chuồng heo và kèo U tại chuồng nha. Đấy, bạc phủ thì hiện tại bây giờ khách hàng yêu cầu bạc phủ 5 mảnh, Minh Khánh cũng đáp ứng cho khách hàng bạc phủ 5 mảnh nha anh em. Ngoài ra thì mình có thể sử dụng là bạc 3 mảnh hoặc là bạc hộp, thì tùy vào nhu cầu của anh em thì Minh Khánh có thể đáp ứng cho mình khá là đa dạng về kết cấu, về vật liệu thun cũng như là về chất liệu. Thì anh em có muốn lên những cái option hoặc trang bị thì Minh Khánh cũng đều đáp ứng. Thì hiện tại ở thời điểm tháng 6 2022 thì đối với phiên bản này, nếu mà anh em đóng thùng mua bạc sẽ được giảm 10% về giá trị thùng nha. Thì tùy vào nhu cầu của anh em. Về hỗ trợ ngân hàng thì Minh Khánh cũng có hỗ trợ trả góp ngân hàng cho anh em luôn. Thì anh em có thể trả trước từ 20-30% giá trị xe thùng thì anh em có sở hữu ngay. Thì ngân hàng thì hiện tại bây giờ có hai loại hình thức ngân hàng hỗ trợ cho anh em. Thứ nhất là ngân hàng bên Vino, thì thường thì đa số sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp hoặc là khách hàng cá nhân. Và đối với khách hàng mà doanh nghiệp những ngân hàng bình thường thì Minh Khánh sẽ hỗ trợ những ngân hàng VIP hoặc là Tiên Phong Bank, thì tùy vào nhu cầu anh em thì Minh Khánh có thể đáp ứng cho mình nha. Đấy, về mức hỗ trợ thì anh em muốn biết chi tiết hơn thì cứ mạnh dạn liên hệ với Khánh. Và đối với phiên bản này thì Hino FG thì bắt đầu từ 2018 đến 2022 thì sử dụng vẫn là thiết kế cabin dạng lớn và động cơ của nó khá là to hầm hố. Cái động cơ đó được tích xy lanh là 7.684 cc, với cái công suất đó nảy sinh đó là 260 mã lực. Đấy, thì Khánh cũng được đi chi tiết cho quý hàng như là anh em xem về thiết kế của phiên bản ngoại thất của phiên bản Hino FG 8 tấn thùng dài 8.8 này, cũng như là kết cấu thùng xe của khách hàng đó là Trần Ngọc Khánh tại tỉnh Long An, cái tượng vận phẩu tại Hino Đại Phương Tính Bình Khánh. Quý hàng cũng như là anh em có nhu cầu đầu tư về cái phiên bản xe Hino FG thùng 8.8 như thế này, hoặc là có thể sử dụng những cái loại thùng ngắn hơn 8m hoặc là 8.6, thì có liên hệ với Khánh thì Khánh sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý hàng và cho anh em qua số hotline 0938285259 ở bên cạnh Bình Thành nha. Đấy, thì kính chúc khách hàng là Trần Ngọc Khánh ở tỉnh Long An nhận xe bạn dặm bình an kinh doanh phòng phát. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng cũng như là anh em ở video tiếp theo.